Trái tim chúng ta có chức năng bơm máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể. Để đảm bảo được chức năng bơm máu một cách đều đặn khoảng 70 đến 80 lần một phút, bản thân trái tim cũng phải được nuôi dưỡng bởi một hệ thống mạch máu riêng gọi là hệ mạch vành. Trong đó quan trọng nhất là động mạch vành. Danh từ bệnh động mạch vành dùng để chỉ tình trạng bệnh lý làm cho lòng động mạch vành bị hẹp lại hoặc tắc nghẽn do các mảng xơ vữa hoặc do co thắt mạch. Lòng động mạch bị hẹp hoặc tắc đến một mức độ nào đó thì dòng máu đến nuôi tim sẽ không đủ và dẫn tới tình trạng thiếu máu cơ tim. Bệnh động mạch vành còn được gọi ngắn gọn là bệnh mạch vành hay thiếu máu cơ tim, suy tim động mạch vành. Yếu tố nguy cơ của bệnh động mạch vành là những yếu tố nào? Đó là tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá, béo phì, đái tháo đường, gia đình có người bị bệnh động mạch vành sớm, tuổi cao. Trong đó, tăng huyết áp là một trong ba yếu tố nguy cơ phổ biến nhất của căn bệnh sát thủ hàng đầu này. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những thông tin từ các bác sĩ liên quan đến các yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến tăng huyết áp như là một yếu tố nguy cơ của các bệnh liên quan đến mạch vành. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Chí Bình đến từ Bệnh viện Lão Khoa Trung ương để cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Vâng, xin chào bác sĩ. Xin chào Hương Quỳnh và khán giả O2TV. Vâng, clip khoa học đầu tiên ở chương trình thì có lẽ cũng đã đưa ra một cái giới thiệu khái quát về bệnh động mạch vành rồi. Tuy nhiên thì quý khán giả sẽ quan tâm đến việc là mối nguy hiểm của bệnh động mạch vành đối với bản thân người bệnh là gì và họ có thể gặp phải cái nguy cơ gì khi mà mắc bệnh động mạch vành. Thì ngày hôm nay bác sĩ có thể chia sẻ với chương trình không ạ? Bệnh lý động mạch vành là bệnh lý mà những năm gần đây người ta nhắc rất nhiều và trên thế giới rất quan tâm. Bởi vì bệnh mạch vành cũng như là nhồi máu cơ tim là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Trong những cái bệnh tim mạch thì nhồi máu cơ tim là tử vong hàng đầu. Ở Anh ấy thì là chiếm 145.000 nhồi máu cơ tim trong năm. Và ở Mỹ là 1,5 triệu người để vào viện nhập viện. Và trong số đó là tốn đến khoảng 150 triệu đô trong một năm. Ở Việt Nam mình ấy thì tỷ lệ này cứ tăng 15% mỗi năm. Như thế là tăng rất là kinh khủng đấy. Thế thì tuổi thì theo tuổi thì người ta nói là nam với nữ là ngang nhau trước tuổi 50-60. Nhưng đến bắt đầu tuổi thời kỳ mãn kinh của nữ thì hai cái này là ngang nhau, tức là nam nữ ngang nhau. Thế trong quá trình này chúng ta quan tâm đến cái vấn đề hôm nay là cái vấn đề bệnh mạch vành là cái nguyên nhân tử vong hàng đầu. Vâng, như trong clip mà khoa học đầu tiên thì chúng ta cũng có thể thấy là tăng huyết áp là một trong ba yếu tố dẫn đến bệnh động mạch vành. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về mối liên hệ giữa tăng huyết áp và bệnh động mạch vành để cho quý khán giả có thể hiểu hơn về vấn đề này không? Huyết áp là gì? Chúng ta hiểu nào? Huyết áp là cái áp lực của tim lên mạch máu. Thế thì khi mà tim bóp thì các mạch máu phải giãn ra và sau đó thì tim lại phải thu máu về ở tất cả các nơi và thì mạch máu lại co lại. Thì người ta nói là mạch máu là quả tim thứ hai. Quả tim thứ nhất thì đẩy đi, quả tim thứ hai thì đẩy về. Cho nên tim và mạch là hai cái nguồn lực mà không bao giờ tách rời nhau. Cho nên khi mà huyết áp bị tăng thì nó lại ảnh hưởng đến mạch máu. Và mạch máu bị xơ vữa thì lại ảnh hưởng đến huyết áp và tim. Thế trong trường hợp này chúng ta đề cập, chương trình hôm nay đề cập đến là ảnh hưởng huyết áp đến mạch máu, đến cái xơ vữa động mạch. Thế thì khi mà huyết áp tăng lên thì áp lực tuần hoàn bị tăng lên thì mạch máu bị căng cứng. Mạch máu căng cứng quá trình kéo dài lâu ngày thì hệ lụy của nó là không được co hồi nữa và nó sẽ dẫn đến tình trạng xơ vữa. Huyết áp bị tăng nhiều quá thì dẫn đến cái quả tim ấy, cái thất trái là cái thất mà tống máu đi nó bị dày lên. Bình thường chúng ta nghĩ quả tim nó chỉ rất là bình thường, nhưng khi thất trái dày lên thì cái động mạch để nuôi cái thất trái đó cũng sẽ cần phải công năng nhiều hơn. Nhưng mà nó có một cái mâu thuẫn là mạch vành tim không bao giờ lớn cùng với lại thất trái. Cho nên mạch vành bên đấy sẽ bị thiểu năng, chúng ta gọi là thiểu năng. Thế quá trình hệ lụy đấy thì gây ra một cái thiểu năng vành, một cái suy vành và thậm chí gây đến cái hệ lụy nặng hơn là nhồi máu cơ tim. Thế thì động mạch vành chịu cái cung cấp máu nhiều ở các nơi như thế, nhưng mà theo thời gian 5 tháng thì nó lại cũng vẫn nhỏ bé như thế. Thế thì giống như là cái vành đai 2, vành đai 3 ở Hà Nội mà giao thông lên rất nhiều nhưng mà ra hàng ngày chỉ có hẹp đi. Thế thì cho nên thời gian 5 tháng thì huyết áp và mạch vành là hai cái hệ lụy luôn luôn ảnh hưởng đến nhau. Trong y khoa thì căn bệnh nào cũng sẽ có thể dẫn đến những cái biến chứng của nó. Và bác sĩ có thể chia sẻ với quý khán giả là biến chứng của bệnh động mạch vành là gì không ạ?
Thường thường chúng ta trong cuộc sống hay nói là người này bị thiếu máu cơ tim, người này bị bệnh động mạch vành, người này bị nhồi máu cơ tim. Tất cả những cái câu mà về bệnh đấy, chính đấy nó là biểu hiện của biến chứng rồi. Biến chứng của mạch vành thì chúng ta thì kể ra có thể nhẹ nhất đấy là thiểu năng động mạch vành. Biến chứng thứ hai là thiếu máu cơ tim cục bộ. Nặng hơn có thể là suy mạch vành. Nặng hơn nữa là có thể nhồi máu cơ tim. Nhồi cơ tim ở các cấp độ khác nhau, có thể cấp tính, có thể bán cấp, có thể nhồi máu cơ tim cũ hoặc là mãn tính. Nặng hơn nữa là có thể gây những cái vỡ tim. Thì cái này trong y khoa đã làm sao. Và những người bị biến chứng của động mạch vành thì sẽ có dấu hiệu gì để có thể nhận biết sớm và biện pháp để phòng và điều trị hay không thưa bác sĩ? Nếu mà phát hiện chúng ta có biết những cái dấu hiệu sớm thì chúng ta biết mà dự phòng. Cho nên nhiều người cũng không nghĩ rằng mình bị bệnh mạch vành. Những bệnh động mạch vành ấy thì nếu mà điển hình mà thường gặp nhất thì phải là cơn đau ngực. Đau ngực ở đây thường thường là đau ngực ở vùng tim, tức là bên trái. Tất nhiên là trừ trường hợp là có những người tim ở bên phải thì cái chuyện đấy nó lại ngược lại. Nhưng mà đau thắt ngực ở bên trái thì cái tính chất đau của nó ấy, thì vì nó điển hình thì mình lại phải phân biệt với cái không điển hình. Không điển hình ở đây là này, có thể bệnh phổi cũng đau ngực. Có những người là bệnh thần kinh lên sườn cũng đau ngực. Có những người bị dạ dày cũng có thể đau ngực. Có những người bệnh tiêu hóa cũng có thể đau ngực. Thế nhưng mà có thể đau vai gáy, thắt áp xuống cổ cũng có thể đau ngực. Nhưng ở đây ấy, cái tính chất đau ngực ở đây ấy, là đau bó chặt và đau đè nặng. Và thường thường y khoa người hay nói là thử hít sâu rồi sao. Thì nếu bệnh nhân mà hít sâu vào ấy, thì đau nhói hơn. Cho nên bệnh nhân thường thường ở có một hệ lụy là phải nín thở. Khi nín thở lại thiếu gây thiếu oxy, tức là phổi không cung cấp oxy nữa. Thì thiếu oxy thì mạch vành lại càng thiếu oxy thì lại càng gây ra một cái là thiếu năng vành nặng hơn. Trong trường hợp đấy thì bệnh nhân lại coi như có thể kèm theo dấu hiệu là hoảng hốt, lo sợ hoặc là thiếu oxy tự nhiên mặt tái mét và vã mồ hôi. Tất cả những hệ lụy này kèm theo. Thế thì trong trường hợp mà điển hình nhất là đau thắt ngực. Nhưng đau thắt ngực này đau tính chất như thế nào thì mình là bệnh nhân phải hết sức chú ý. Và thưa bác sĩ, ở Việt Nam thì chúng ta có một cái thống kê nào đó về căn bệnh tăng huyết áp liên quan đến bệnh động mạch vành hay không? Và nếu có thì cái tỷ lệ đấy là như thế nào? Cái Viện Tim Mạch Quốc gia chúng ta đã thống kê rồi. Mỗi năm ý, chúng ta là có từ 15 đến 20% số người là bắt đầu mắc tăng dần mỗi năm. Thế thì về tuổi tác ý, thì trước đây ý, là chúng ta nói là ở cái tuổi mà trẻ hơn ý, thì cái tỷ lệ nam giới sẽ bị nặng hơn. Vậy người ta nói là nam giới ấy là cái hoạt động là cái sinh hoạt nó không điều độ như nữ. Cái thứ hai là nam giới là cái căng thẳng stress cũng mạnh hơn. Và cái sức gánh vác trong cuộc sống và xã hội gia đình cũng nặng hơn. Cho nên người nam thì nhưng mà đối với nữ thì đến cái tuổi bắt đầu 49-53, đến cái tuổi bắt đầu mãn kinh thì cái tỷ lệ mà mạch vành nó sẽ tăng đồng đều với lại nam hơn. Thế thì ở các nước ngoài ấy, châu Âu ấy, thì thường thường là cái sự nhập viện họ sẽ thống kê được. Nhưng ở Việt Nam mình ấy, thì có cái Viện Tim Mạch Quốc gia là ngày cũng chứng kiến. Đặc biệt ở Bệnh viện Việt Xô là chứng kiến có khoảng là hơn 20 trường hợp là có vỡ tim. Tức là do cái nhồi máu cơ tim nó gây ra tổn thương một cái vùng tim. Sau đó cái vùng tim nó vẫn cứ đập và nó vỡ tim ra. Thì cái đấy là điển hình trong y văn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa có một cái nhìn khái quát về căn bệnh động mạch vành và những liên quan của nó đến bệnh tăng huyết áp. Và ngay sau đây để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà chương trình vừa thực hiện. Ông thấy tức ngực thì ông có nói với bà là để ông đi ra trạm y tế ông xem. Thì ra trạm y tế thì người ta nói là ông có vấn đề. Thì ông chạy lên bệnh viện Đống Đa rồi bệnh viện Đống Đa cho cấp cứu vào đây. Nói chung là trường hợp mới đầu cấp cứu nó đau khó chịu lắm. Nó đau ngực, khó thở. Nó bóp cái vùng ngực khó chịu lắm. Thực ra ấy thì cụ là bị cái bệnh tiểu đường cho nên là nó kéo theo cả huyết áp nữa. Khi tiểu đường nó tăng thì huyết áp nó cũng tăng theo. Thế trong trạng thái là không ổn định bao giờ cả. Thế trước Tết là cũng cấp cứu tới 2 lần. Đây là hình cắt từ quá trình kiểm tra bệnh mạch vành của bệnh nhân Nguyễn Văn Minh, 81 tuổi. Nút thắt này là nguyên nhân của những cơn đau thắt ngực mà bệnh nhân thường gặp trong thời gian vừa qua.
Các bác sĩ cho biết đoạn hẹp động mạch vành của tim lên tới 80-90%. Do đó, ông Minh được chỉ định đặt stent động mạch vành. Ông Minh còn mắc bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường đã 4-5 năm nay. Việc điều trị bệnh mạch vành còn phải kết hợp điều trị cả các bệnh chuyển hóa mà ông đang mắc phải để tránh nguy cơ biến chứng sau này. Bà Liên là một trường hợp bệnh nhân khác cũng đang mắc đồng thời cả tăng huyết áp và bệnh mạch vành. Bà đã từng đặt stent cách đây 2 năm và tình trạng bệnh có thuyên giảm đáng kể. Tuy nhiên, cách đây một vài ngày, những cơn đau thắt ngực lại tái phát. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ tiếp tục phát hiện một đoạn hẹp động mạch mới là nguyên nhân của những cơn đau thắt ngực gần đây. Theo các bác sĩ, với những bệnh nhân mắc tăng huyết áp và bệnh mạch vành, sau khi đặt stent không có nghĩa là có thể yên tâm hoàn toàn và không lo về những ảnh hưởng của tăng huyết áp tới bệnh mạch vành. Bệnh nhân hoàn toàn có thể tái phát bệnh nếu không điều trị những yếu tố nguy cơ của bệnh như tăng huyết áp hay các rối loạn chuyển hóa khác. Với ông Minh và bà Liên, bệnh mạch vành được xem là biến chứng của căn bệnh mãn tính đái tháo đường mà hai ông bà cùng đang mắc phải. Khi mà mình can thiệp được mạch vành, mình nong bóng hoặc đặt stent thì mình mới khơi thông tại một cái vị trí tắc ấy thôi, hay là hẹp ấy. Nếu không điều trị đái tháo đường tốt, không được tăng huyết áp tốt thì nó vẫn có nguy cơ tái hẹp lại ngay tại trong stent đó và hẹp ở những vị trí khác nữa, nó vẫn phát triển bình thường. Cho nên là cái người bệnh thường các thầy thuốc đều phải nhắn nhủ bệnh nhân hay là hướng dẫn cho bệnh nhân là phải điều trị đồng thời các bệnh tim mạch và chuyển hóa cùng lúc. Tăng huyết áp và bệnh mạch vành thường đi đôi với nhau. Những bệnh nhân này có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim và các biến chứng khác như đột quỵ, suy tim, rối loạn nhịp tim. Bởi vậy, các biện pháp nong ống hay đặt stent động mạch vành vẫn cần có sự điều trị tích cực các mắt xích khác của bệnh để hạn chế những biến chứng nguy hiểm. Thưa bác sĩ, giữa những người mắc bệnh tăng huyết áp và cả bệnh mạch vành cùng với những người mà bị tăng huyết áp không thôi thì nó sẽ có sự khác biệt như thế nào? Thường thường người ta nói là tăng huyết áp ấy là gần như điều trị về cả đời. Nhưng nếu mà kèm thêm hệ lụy nữa lại cũng có thêm cả bệnh mạch vành nữa thì cái sự tăng nặng nó sẽ là phải nhiều hơn. Người ta nói là phải hơn gấp đôi. Thế trong trường hợp đấy thì một mặt là mình phải tầm soát huyết áp. Bởi vì huyết áp tăng quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến mạch vành rất lớn. Nó làm cho tạo cái độ sơ vữa, độ hẹp mạch vành sẽ tăng lên. Nhưng bản thân hẹp mạch vành rồi thì sẽ làm cho thiếu máu cơ tim. Thì bản thân thì cái huyết áp nó cũng sẽ ảnh hưởng. Trong trường hợp này là cùng lúc người ta phải điều trị huyết áp bình ổn để giảm cái nguy cơ mạch vành nó tăng nặng lên. Đồng thời cũng lại phải điều trị là mạch vành thật tốt, trong đó liên quan đến rối loạn mỡ máu, rối loạn nhịp và làm sao cho mạch nó bền vững. Cùng với đó là khi mà bệnh nhân đấy phải cùng với chế độ luyện tập thì làm sao cho nó quả tim vẫn phải phù hợp, không ảnh hưởng đến tim chúng ta. Đồng thời mạch vành chúng ta vẫn được cải thiện. Khi chúng ta dùng chế độ dinh dưỡng thì bản thân hai căn bệnh này chúng ta cũng phải lưu ý. Thí dụ như là dùng chế độ dinh dưỡng mà để giảm thiểu cái sơ vữa động mạch thì đồng thời có ảnh hưởng đến tim hay không, hoặc là giả ta chúng ta dùng huyết áp thì huyết áp bao nhiêu là bình ổn, thì huyết áp thấp quá thì nó cũng ảnh hưởng đến mạch vành và tim mạch, huyết áp để cao quá trên 140-90 cũng lại ảnh hưởng nhiều. Cho nên đối với bệnh nhân mà bị cùng lúc hai bệnh này thì cái mà giám sát của thầy thuốc cũng như là cứ tuân thủ điều trị của người bệnh lại càng phải chú ý hơn. Vâng, ở mỗi đối tượng thì mối liên hệ giữa bệnh tăng huyết áp và bệnh mạch vành thì có thay đổi gì không? Và đặc biệt là với những đối tượng là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim hay là những bệnh nhân có các bệnh liên quan đến tim khác? Khi bệnh nhân mà đã có nhồi máu cơ tim cũ hoặc là bán cấp thì tức là trong trường hợp đấy cũng rất dễ bị lại những lần sau nữa. Thì trong trường hợp đấy, ngoài tuân thủ huyết áp nó có nhiều nhóm thuốc huyết áp, thì thầy thuốc sẽ chọn cái huyết áp nào cho nó phù hợp nhất đối với người bệnh cụ thể. Thế nhưng mà bản thân mà đã bị nhồi máu cơ tim rồi, tức là bản thân cái mạch đó đã bị hẹp rồi, tắc hẹp. Khi mà chúng tôi kiểm tra thì xem cái độ hẹp của cái động mạch vành đó là bao nhiêu phần trăm. Thí dụ như là nó hẹp được khoảng 70% là có thể can thiệp. Tất nhiên một số nước mà phát triển trên thế giới như Nhật, như Hàn Quốc chẳng hạn, thì hẹp 50% là người ta có thể can thiệp sớm để tránh hệ lụy sau này. Nhưng ở nước ta thường là quy định là khoảng hẹp 70%. Thì có thể trong ba mạch đó là chúng ta chỉ bị hẹp một mạch, chúng ta sẽ làm trước mạch đó. Thế thì khi mà hẹp được khai thông cái mạch đó để tăng cái tế máu cho cơ tim, để cho quả tim nó khỏe mạnh hơn, thì nó làm cho cái chất lượng sống nó sẽ tăng hơn lên. Thế thì
trong vấn đề là bệnh nhân đã bị nhồi máu cơ tim rồi thì hết sức là phải tầm soát thật kỹ lưỡng hơn và phải điều trị làm sao cho mang tính toàn diện. Theo như khuyến cáo thì với những bệnh nhân tăng huyết áp có bệnh mạch vành thì mục tiêu điều trị là huyết áp dưới 140/90. Vậy thì nếu như giảm huyết áp càng thấp thì có phải là có lợi hơn hay không? Và nếu như mà bệnh nhân này bị mắc bệnh huyết áp thấp thì sẽ xảy ra điều gì thưa bác sĩ? Thực tế mà nói thì cái áp lực tuần hoàn đấy mình phải đảm bảo cho nó mức độ vừa phải. Thế thì bệnh nhân là khuyến cáo nếu mà từ 140/90 trở lên ý, là chúng ta bắt đầu phải điều trị rồi. Tại vì trong mọi thời điểm huyết áp ở cái số liệu đó thì phải điều trị. Nhưng mà điều trị đến mức độ nào thì nó lại tùy theo từng cá thể, cá nhân. Ví dụ như chúng ta để thấp quá thì cái lưu lượng tuần hoàn sẽ bị giảm. Mà khi bị giảm như thế thì bản thân mạch vành cũng bị giảm lưu lượng tuần hoàn. Khi giảm lưu lượng tuần hoàn thế thì mạch vành có tính chất là thu hẹp lại. Bởi vì giảm tiết diện hoặc là tăng nhịp lên để tăng cái lưu lượng tuần hoàn để bản thân nuôi quả tim đó và quả tim đó lại nuôi toàn bộ cơ thể. Cái trong trường hợp mà thấp quá là không tốt. Thấp quá thì bản thân cái mạch vành đã càng bị thiếu máu và gây ra thiểu năng vành còn nặng hơn. Cho nên trong trường hợp đó, mấy nghệ thuật điều trị của thầy thuốc trên một cá thể nhất định thì phải điều trị làm sao cho nó bình ổn huyết áp ở cái số liệu nào đó cho thích nghi nhất đối với bệnh nhân đó. Thưa bác sĩ, hiện nay thì cái biện pháp đặt stent động mạch vành khá phổ biến và được đánh giá là có hiệu quả cao. Đối với người bị tăng huyết áp thì khi áp dụng việc đặt stent có cần phải lưu ý gì về thuốc sử dụng đính kèm không ạ? Khi mà đặt stent ấy, đặt stent là một cái tiến bộ y học mà tuyệt vời trong thế kỷ vừa rồi. Thế thì các nước khác là sẽ họ sẽ đặt một cách phổ biến hơn. Nhưng ở nước ta thì phụ thuộc vào vấn đề kinh tế, vấn đề tầm soát, vấn đề phát hiện muộn thì mình sẽ dè dặt hơn và các thầy thuốc sẽ cho chỉ định đặt stent nó phù hợp. Khi mà đặt stent ấy ở một người mà có tăng huyết áp thì ngoài vấn đề là mình phải dùng chống đông, mình tại vì đặt stent ấy là nó có một cái stent ở trong ấy thì nó có thể là gây ra những cái lắng động rồi những cái mà kết cái fibrin lại thì nó gây ra tắc mạch thì có thể dùng chống đông lâu dài. Thế quá trình dùng chống đông đó thì phải phối hợp với lại huyết áp nào cho nó phù hợp để huyết áp nó không bị cao quá và cũng không thấp quá. Thì cái này là nghệ thuật trên của thầy thuốc là trên từng bệnh nhân cụ thể. Thế bao giờ cũng phải phối hợp, khi đặt stent xong là nó có quá trình là có thể dùng là giảm rối loạn giao cảm, dùng chống đông, rồi các cái chế độ đi kèm theo. Vâng, và đối với tất cả những người bệnh liên quan đến bệnh tim mạch hay là bệnh mạch vành thì chắc chắn sẽ cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Và ngày hôm nay thì bác sĩ có thể đưa ra một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào để giúp cho người mắc những căn bệnh liên quan đến huyết áp hay là liên quan đến tim mạch có thể giữ được sức khỏe tốt cho mình? Về cái mục tiêu mà đảm bảo duy trì huyết áp mà tối ưu ấy thì bản thân bệnh nhân phải tầm soát áp, bản thân phải nhà phải có máy đo huyết áp. Đo huyết áp thì phải đo các thời điểm, bởi vì có những người chỉ quen là đo buổi sáng nhưng có khi buổi chiều đêm lại lên. Cho nên mình tầm soát huyết áp ấy, thậm chí là y khoa người ta phải cho đeo một cái 24 giờ, đã gọi là hòn tơ. Thế thì khi mà tầm soát huyết áp rồi thì biết được cái thời điểm nào cái người đấy hay bị tăng thì người ta sẽ bình ổn, phải đón trước. Thế thì cái thuốc huyết áp đó nó sẽ kéo dài được bao nhiêu tiếng? Có những thuốc thì nó được 12 tiếng, có những thuốc được 6 tiếng. Và cái huyết thuốc huyết áp đó có bình ổn trên một cơ thể cơ địa mà gan thận người đó như thế nào thì mình phải thích hợp. Thì bản thân tầm soát như thế rồi thì cái chế độ mà dinh dưỡng và tập luyện đối với cái người bệnh đó cụ thể thì thầy thuốc cũng phải cho. Có những người bảo là phải kiêng hoạt động thể lực tuyệt đối, nhưng mà bản thân kiêng được tuyệt đối thì nó lại gây ra một cái hệ lụy là quả tim nó không được rèn luyện, mạch máu không rèn luyện thì nó lại dẫn đến sự suy thoái. Cho nên tập luyện nào phù hợp, người ta nói là đi bộ là thích hợp với tất cả mọi loại hình đối tượng, kể cả những người có huyết áp và bệnh tim mạch. Nhưng đi bộ nhẹ hay đi bộ nhanh hay đi bộ gần như thế nào thì đấy lại là lời khuyên của thầy. Còn chế độ ăn thì giảm thiểu những nguy cơ cao của rối loạn mỡ máu. Ví dụ những người đó là có thể rối loạn dung nạp đường, có thể có bệnh tiểu đường kèm theo thì lại có chế độ riêng kèm theo nữa. Thế còn cái chế độ mà bỏ tất cả những cái mỡ dư thừa, phủ tạng động vật, rồi tăng các cái lượng dầu, dầu ăn như đậu nành, rồi tất cả những cái mà những khuyến cáo dầu ô liu thì tốt. Thế còn các cái rau củ quả tươi thì mình lại phải ăn những rau củ quả nào nó có màu, như màu đỏ, màu vàng. Đấy thì là tốt cho tim mạch.
Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cũng đã đưa đến cho quý vị khán giả rất nhiều những thông tin hữu ích. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý khán giả về những căn bệnh liên quan đến huyết áp và tim mạch. Rất mong rằng quý vị cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong những chương trình tiếp theo, đưa ra cho chúng tôi những câu hỏi và chúng tôi sẽ đưa lại cho quý vị và các bạn những lời khuyên của các bác sĩ. Đến đây thì khung giờ của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Hạ áp Bích Nhân, ổn định huyết áp, phòng ngừa tai biến, sản phẩm của Nam Dược.